ចា៎អ្នកគ្រូកំពុងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសម្ភារៈពិសោធន៍មួយចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូពិសោធន៍តាក់ទងនឹងអ្វីទៅខ្ញុំពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតពពកហ៎ខ្ញុំដូចជាមជឿថាអ្នកគ្រូអាចបង្កើតពពកបានព្រោះខ្ញុំឃើញតែមកពពកក៏កើតដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្គាល់ពពកទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែពពកនៅលើមេឃអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពិសោធន៍អំពីការបង្កើតព
ដបទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែដបទឹកសុទ្ធយើងអាចយកដបអីផ្សេងទៀតឲ្យទៅផ្លាស្ទិកយើងយកមកចំនួនបានចាចាហើយចំពោះដំណើរការពិសោធន៍យើងចាក់ទឹកក្តៅឧណ្ហៗចូលទៅក្នុងដបបន្តិចចាបន្ទាប់មកយើងគូឈើគូ rồi phlom pon lot đặt chỗ tới trong đọp và bật gồmrob ở chết chọ bạch 3 4 đọ chúng chọ bạch 3 4 đọ nè ครู chăn mơ sáng kế tha pê đai chúng chọ bạch miền ở vậy cát lang bần tọp mọc chúng chọ bạch 1 ở khlang cha cha chứ nè ครู sáng kế khơi miền ở vậy cát lang cha bần tọp mọc chúng chụp chọ bạch ta miền ở vậy cát lang cha chúng sáng kế khơi tha pê đai nè ครู chọ bạch đọp nắng khơi miên cầm nọ nhớ nắng cài lang tại đọp bên này cổ lệ đai chụp chụp bách khơi ập nắng cài lang cha chắc là kêu ai trên dưới đây sau này than bàn thế cha nhom cất than là bên đây này cổ chụp bách đọp nắng cứ cầm bông tai bằng can sầm tiệt cho là không đọp nắng bơ ao vía cài chia cầm nọ nhớ bên đây này cổ lệ đai miên này than sầm tiệt nắng cất thoi cho đài hơi ập bò só có cài lang cha chẳng ca cắt bọn group bật chỉ trầm trừ chẳng lồng nón ní có đôi chỉ ca co ca bỏ bóc nó không thòm chìa đài đồng bon sầm biệt khắng cho trả lại cho cầu đồng bon sầm biệt khắng chỉ tu tới mây sờ là đi ai đồng bon biệt sáu chỉ tu tới miền bỏ bóc tràn cha chúc prai chỉ muốn tất cả chị với anh ta bằng ca bỏ bóc ban tế cha đồng bay bằng chợ căn tại chợ bác xôm nét tầng óc nếp chia yếm thơ vì sao tầng pin ní đòi khôn ảnh bằng tài xôm bằng bồng rong và giáp chỉ mỗi tất cả đáy năng trở cùng.